Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái mẹo mà nói dây điện cho nó chắc nha. Thì thường mà khi mà mình nói như thế này, thường là chúng ta sẽ hay nói thế này. Xong rồi chúng ta quấn quấn lại, quấn cái lại là mà như thế này thì mình có thể thấy rất là dễ dàng đó. Khi mà chúng ta gịch hoặc là nó có cái lực gì đó thì nó sẽ dễ dàng, nó tụ tụ cái nha. Thì hôm nay mình sẽ xé mình sẽ xé nhỏ dây điện này ra ha. Ok, thì cái mẹo này cũng rất nhiều anh em bên thợ điện họ họ kỹ rồi, nhưng mà hôm nay mình muốn hướng dẫn mọi người làm cách nào thì chúng ta đi vào nha, chấp vào thế này. Bắt đầu chúng ta quấn, nhưng thường thường thì mọi người hay quấn cái cọng dây 1.5 hoặc là 2.5. Nhưng ở đây thì mình không có cái dây đó thì mình quấn bằng cái dây bình thường ha, tại vì điện nhà mình ít khi mà mình xài dây 1.5 hoặc 2.5 ha. Mọi người có thể quấn theo cái tua nó xé nhỏ ra rồi mọi người quấn ha. Chúng ta quấn thế này được thì nó rất là chặt. Nếu mà mình quấn bằng cái cọng dây 2.5 á thì nó sẽ chắc hơn ha. Mình có thấy thay chắc là chắc nó mình địch mạnh luôn, nó mới dạng ra tí xíu mà nó không không đứt luôn à. Nghe thấy không? Đó, nó chỉ dạng ra thôi nó không đứt, còn mình nói kiểu kia là nó 30 giây là mình địch nó đứt rồi. Mình đang dùng hai tạ vùng địch tối đa nè. Ok, thì đó là cái mẹo nhỏ mình muốn hướng dẫn cho mọi người để mình có thể nấu cọng dây điện nó chắc, nó an toàn cho gia đình mình. Thì nếu mọi người thấy hay cho mình một like hoặc là chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Xin chào, hẹn gặp mọi người ở những video lần tới nha. Bye.